thêm học về cái phần CD thành từ mà giỏi và cơ bản, tức là mình sẽ học theo cái trình tự từ bài một năm ha. Những cái bài sau thì mình sẽ học về mình tính cái bộ phận cũng như học sau. Còn bây giờ thì đối với bệnh lý của cái phần từ bài một năm thì tôi sẽ đưa ra một số bệnh lý cơ bản mà thường gặp để các bạn có thể đi thăm phòng và mình gặp và mình có thể nhận diện được. Thì đầu tiên là các bạn sẽ thấy là sẽ có những cái bệnh lý bất thường bẩm sinh, cũng như là động lực bẩm sinh là cái bệnh lý mỏi gãy thần kinh sẽ có thể gặp. Thì cái này dẫn đến bằng lâm sàng mình sẽ thấy cái động lực trước của bệnh nhân lõm và lõm chén. Và trên X-quang thì đối với X-quang thượng thải thì mình sẽ thấy là ống tim sẽ bị đẩy lệch về bên trái và cạnh bờ tim bên phải sẽ có cái mụn mờ. Thì chẩn đoán dựa vào trên X-quang thượng niên mình sẽ thấy cái hình ảnh của xương ức nó bị lõm xuống ha, bị lõm xuống. Thì đối với bệnh lý này là cái tỷ lệ thường gặp nhất trong các dị dạng hoàn toàn bẩm sinh. Thì dị dạng hoàn toàn bao gồm có dị dạng thành phần trước và thành phần sau. Thành phần trước thì có xương sườn, xương ức, thì bao gồm có lồi ngực và lõm ngực. Còn dị dạng thành phần sau thì có cái cột sống, thì có gồm vẹo cột sống vân vân. Thì chỉ định chụp CT trong trường hợp mà lõm ngực có cần trước khi phẫu thuật, tức là cần đánh giá cái mức độ nhẹ hoặc là cái độ nặng của lõm ngực trước khi phẫu thuật. Thì lưu ý là những trường hợp này mình nên chụp CT không có chỉ định tiêm thuốc phản quang, bởi vì lúc đó mình chỉ đánh giá cái cấu trúc thành lập thôi, không cần tiêm thuốc. Và trong những trường hợp nào cần tiêm thuốc, nghĩa là bệnh nhân đó đã từng phẫu thuật trước đây ở cái vùng ngực, chẳng hạn như trước đó bệnh nhân có mổ phẫu thuật tim hay là phẫu thuật về rồi phổi và có can thiệp, thì mình cần đánh giá để coi có các mô sơ dính gì để tiên lượng về cái phẫu thuật có gặp khó khăn gì hay không. Thì trên phim cực thẳng và phim cực nghiêng thì cái mức độ lõm ngực mình sẽ đánh giá dựa trên cái đường kính, cái chỉ số Holler trên cái quang thì được đo bằng cách là lấy đường kính ngang lớn nhất trên thẳng và chia cho cái đường kính trước sau, tính từ cái chỗ mà lõm nhất của cái xương ức đến cái bờ trước cột sống, lấy đường kính ngang chia đường kính trước sau thì mình được cái chỉ số đó là chỉ số Holler trên cái quang. Còn trên CT thì mình dựa vào cái lắc cách ngang. Bây giờ như đã nói trong lần trước thì mấy bạn lúc mà mấy bạn đọc CT bao giờ mình cũng để cỡ hai mặt phẳng, một cái mặt phẳng là cắt ngang là cái mặt phẳng thường quy, còn cái cột còn lại thì mình nên để cái mặt phẳng đứng dọc hoặc là đứng ngang, để lúc mà mình nhìn bất kỳ tổn thương nào thì mình cũng có thể đánh giá trên nhiều cái mặt cắt khác nhau. Thì đối với lõm ngực thì mấy bạn nên chia làm hai cột ha. Cái cột cái hình bên một bên thì mấy bạn để cái hình cắt ngang, bên còn lại thì theo mấy chị thì để mặt cắt nào thì mình sẽ thấy được cái độ lõm của xương ức. Sai tam đúng không, là mặt cắt lớn nhỏ ha, thì lúc đó mình sẽ thấy nó tương ứng với cái hình X quang là thượng niên. Lúc đó mình sẽ di chuyển đến cái chỗ mà lõm nhất của xương ức ha, bằng cái tượng xương nè. Thì giờ mình chọn nó cắt ngang tại vị trí đó để mình đo chỉ số lên chỉ số Holler trên CT. Tại vị trí mà lõm nhất của xương ức thì mình cũng lấy đường kính ngang lớn nhất và đo từ mặt trong đến mặt trong. Rồi sau đó là từ bờ sau của xương ức mình kể cái đường vuông góc cái đường kính ngang này và đến mặt bờ trước của đốt sống xương ức, thì chỉ số Holler là đo là mình cũng lấy đường kính ngang chia đường kính sau. Thì chỉ số này bình thường ở những người bình thường, nếu như ở Việt Nam thì chưa có nghiên cứu về
phải xuống dưới 2.5. Và tùy theo cái con số đo được thì sẽ chia thành 4 độ lỗ cực nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng. Và nói chung là khi mà lỗ cực nặng, tổng lực nặng thì có chỉ định phẫu thuật là chỉ số lên. Và cái chỉ định phẫu thuật này nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ở đây nếu mà chỉ dựa vào chỉ số Hallermann thì nhiều nghiên cứu người ta lấy cái con số là 3.25, tức là cái chỉ số Hallermann trên 3.25 là có chỉ định phẫu thuật. Còn cái chỉ định phẫu thuật nó còn rất là nhiều chỉ định khác mà nó không liên quan đến hình ảnh, cho nên tôi không có nói ở đây. Vậy đó là yếu tố thứ nhất. Đầu tiên là mình sẽ coi xác định là đo chỉ số Hallermann để xác định là có lỗ cực hay không ha. Đấy là chỉ số Hallermann đó lớn hơn 2.5 thì là có lỗ cực, và lỗ cực ở mức độ nào thì dựa vào cái chỉ số đã đưa ra. Thứ hai là mình coi cái dạng lỗ cực này là lỗ cực loại gì, thì thông thường sẽ chia thành hai loại là lỗ cực đồng loại 1 và loại 2, tức là lỗ cực đồng tâm và lệch tâm. Lệch tâm là sao và đồng tâm là sao, tức là lấy cái trên mình cắt ngang, mình thấy chỗ mà cái hõm sâu nhất của cái xương, cái vùng ngực lõm vào nó nằm ngay đường chính giữa thì là đồng tâm, mà nó lệch về một bên có thể là bên phải hoặc bên trái so với đường giữa thì đó là gọi là lệch tâm. Và nếu mà đi sâu hơn nữa thì các bạn có thể chia thành là lồng ngực đồng tâm khu trú và dạng phẳng. Rồi loại hai thì có 2A, 2B và 2C, và thông thường thì cái loại 2C này rất hiếm gặp. Rồi còn lại mình sẽ có loại 2A và 2B. À, cụ thể mình sẽ thấy là lỗ ngực loại 1 là đồng tâm, nghĩa là cái chỗ ẩm nhất nó nằm ngay đường giữa. Thì trên CT mình sẽ thấy như vậy, cái chỗ ẩm nhất ở đây và đây là ẩm nhất. Mà là 1A với 1B nó khác nhau sao? Là loại 1A là loại thường gặp nhất, là khu trú, tức là hai bên lồng ngực nó vẫn ở mức bình thường, chỉ có giữa lõm thôi. Còn ở 1B nghĩa là cái lồng ngực hai bên cũng lõm luôn, mình nhìn về mặt đại thể bệnh nhân không có cái lõm chén rõ giống như bệnh nhân 1A, nhưng mà toàn bộ cái lồng ngực hai bên nó thẳng, thế thì gọi là dạng thẳng, hai bên nó đều lõm và ở chính giữa thì nó lõm nhất. Rồi tiếp theo là nếu mà thấy cái chỗ lõm nhất nó lệch về một bên thì mình gọi là thứ hai, gọi là lệch tâm. Thì tâm khu trú, cái này chắc có lẽ là 2A1, 2A2, thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ đúng là lõm ngực lệch tâm. Và 2A2 cũng là lõm ngực lệch tâm, nhưng mà một bên là cái lõm ngực nó mất cân xứng hay một bên là khu trú, một bên dạng phẳng, tức là cũng giống y như là 1B với 1A. Khu trú là mình nhìn thấy rõ một cái chỗ hợp lớn trên bề mặt đại thể, còn trên bề mặt hình thể ngoài mình thấy cả cái lồng ngực hai bên nó đều lớn đó. Nghĩa là dạng phẳng và chỉ có một cái chỗ lớn nhất là về một bên. Hai A3, tức là sẽ thấy là bệnh nhân này cái loại A3 là loại lõm ngực rất nặng, nghĩa là nhìn về mặt hình thể ngoài ấy, thì mình sẽ thấy là cả lồng ngực bệnh nhân lệch một bên, lõm lệch một bên, và nó giống
xác định là cái đếm xương sườn ấy hoặc là những cái xương gà ấy, thì cái cách đếm xương sườn thì giống như ở đây các qua luôn là trên lát cắt ngang thì mình sẽ xác định là xương sườn đầu tiên, à cái khớp vào đốt sống đầu tiên ha, đó là cái xương sườn số 1. Mình dò từ lên xuống và tiếp tục đi xuống phía dưới thì hoặc là nếu mà cái cách ngược lại thì mình sẽ xác định cái xương sườn 12 là cái xương sườn mà khớp vào cái đốt sống ngực 12 là xương sườn cuối cùng và đến thẳng lên. Thì cái đối với cái đếm xương thì các chị sẽ lưu ý là đếm xương sườn đẩy thì đếm là thứ nhất là cái xương sườn là vị trí số mấy, thứ hai là một xương nó chạy ở mấy vị trí ha, ở vùng nào vùng trước vùng giữa vùng sau hay là vùng bên là xác định ra cái đếm xương. Thì cái loại này đếm xương có thể là nó sẽ nằm trong cái phần khác không có nói ở đây. Với tiếp theo là thường gặp thì các chị sẽ thấy gặp gì nhất là trong bệnh lý mạng phổi, cái thực hành là nhiều nhất là tràn dịch mạng phổi đúng không, tràn dịch mạng phổi là nhiều nhất và đó là tràn khí mạng phổi. Và ngoài ra là bệnh lý mạng phổi thì khá là đơn giản, đó là thấy đó là cái gì dính mạng phổi, nhưng mà lưu ý là trên CT mình phải đọc thêm đó là dày mạng phổi kiểu nào, dạng mạng tính hay ác tính. Và đối với những cái dạng dày mạng phổi lành tính ác tính mình sẽ tương ứng là có cái u mạng phổi lành tính và ác tính. Những cái dấu hiệu tinh tiến để giúp mình phân biệt giữa cái dày mạng phổi và dày mổ bụng thì hiện tại như đã nói thì đa phần các máy CT bây giờ đều chỉnh hình định hình hết ha, thành ra khi mà mấy bạn chỉnh hình lên trên mặt cắt ngang và trên mặt cắt đứng dọc hoặc là đứng ngang thì mình dễ dàng phân biệt được dịch đó là dịch màng phổi hay là bụng đúng không, dựa vào cái gì, mình sẽ dựa vào cái cơ mặn ha. Nếu dịch nó nằm ở trên chỉnh hình á, trên mặt cắt đứng dọc đứng ngang mình thấy nằm ở phía trên cơ mặn thì nó là nằm trong khoang màng phổi, còn nếu mình dưới cơ mặn thì là nó ở bụng. Tuy nhiên mình sẽ gặp những cái tình huống mà mình không có được cái hình dạng đó, chẳng hạn như là một cái cơ sở khác trực gửi đến bệnh đọc và là lúc đó là mình nên in hàng loạt những cái hình cắt ngang thì mình sẽ không có cái phương tiện giữ hình, thì mình sẽ dựa vào những dấu hiệu nào để phân biệt đó là dịch trong màng phổi hay dịch ở bụng thì người ta thường sẽ đưa ra cho bốn dấu hiệu. Và dấu hiệu thứ nhất là dấu hiệu đẩy chân mạnh, thì trên nhớ về giải phẫu ha, cái gì coi lại cái phần giải phẫu ở các cuối cùng mình sẽ thấy cái phần chân mạnh là ở đây ha, chân mạnh nó dày hơn so với cái bề dày của cái phần cơ mạnh ở phần còn lại. Thì nguyên tắc là dịch ổ bụng sẽ nằm ở phần phía được bao bọc bởi cơ mạnh và cái phần dịch màng phổi thì sẽ phải nằm ngoài ha, nằm ngoài. Thì cái chân mạnh đối với dịch trong ổ bụng thì nằm ở phía trong này, nó sẽ đẩy cái chân mạnh vào trong, còn dịch màng phổi thì nó sẽ đẩy ngược lại, đẩy cái chân mạnh ra phía ngoài này đi. Thì đây nếu mình nhận được một cái hình cắt ngang thì mình sẽ thấy đây là cái chân mạnh nó bị đẩy ra phía ngoài thì dịch đó đây là dịch màng phổi, còn đây là cái dịch ổ bụng thì đây là cái cơ mạnh đẩy chân mạnh sẽ bị đẩy sát vào phía trong đi về phía cái cột sống, đó là dấu hiệu cơ mạnh. Dấu hiệu chân mạnh, còn dấu hiệu cơ mạnh thì ở đây người ta nói dấu hiệu cơ mạnh là dịch nó nằm trong ở đây không phải là ở medio mà gọi là inside, tức là nó được bao bọc bởi cái cơ mạnh bên trong, còn dịch màng phổi thì ở phía ngoài cái cơ mạnh. Thì tương tự như vậy trên CT mình thấy là đây là cơ mạnh thì dịch nó ở phía bên trong cơ mạnh, đây là dịch cổ. Còn cái chỗ này trên lát cắt này thì nó vừa có dịch cổ bụng và vừa có dịch màng phổi thì đây là cơ mạnh. Thì đây là dịch nó bao quanh cái mô gan và nó nằm phía trong của cơ mạnh thì là dịch cổ bụng, còn phía ngoài đây là dịch màng phổi. Còn dấu hiệu tiếp là dấu hiệu liên diện, tức là dịch trong ổ bụng sẽ tiếp xúc trực tiếp với lại gan
dịch ở màng phổi thì sẽ tiếp xúc với lại cái gan thông qua tay lợn bề dày của cơ hoành. Thì cái cơ hoành ở đây bờ nó sẽ nhè, nó không có rõ sắc nét giống như dịch trong ổ bụng. Do vậy thì một lát nghe như vậy vừa thấy dịch dịch trong ổ bụng vừa dịch màng phổi. Khi mình đừng có dịch là cắt ngang đây, mình đọc hết đây là dịch trong ổ bụng là không đúng. Chẳng hạn như vậy thì mình thấy hai hình khác nhau, đây là dịch, này là dịch ổ bụng, là vì đây là cái qua đường sắc nét, còn đây là bờ của cái giao diện giữa dịch với lại gan là có cái bờ mờ không rõ, đây là dịch màng phổi. Dấu hiệu vùng trần của gan, tức là vùng trần là những cái vùng ở phía mặt sau ha, mặt sau mô gan, và ở đây là có cái dây chằng bám vào, do đó là dây chằng vào, cái này con chữ nó bị lỗi, thế là dây chằng vào. Thì khi mà dịch trong ổ bụng thì nó sẽ không có len được đến cái vị trí này, nó nằm dưới cái dây chằng vào. Cụ thể trên hình này mình sẽ thấy là khi mà cái vùng này là vùng trần của gan à, thì do đó là dịch ổ bụng thì chỉ dừng ở đây thôi. Dịch ổ bụng cho dù nó nhiều đến mức độ nào thì nó chỉ sẽ thấy là đến tới đây thôi. Như vậy thì nếu mà thấy được cái dịch nó nằm ở phía sau cái vùng trần của gan thì nó đây chắc chắn là dịch màng phổi. Rồi dịch màng phổi hay dịch màng phổi trên những cái đắp chắc cao hơn thì khi mà tiêm thuốc vào bao giờ mấy chị cũng sẽ thấy hai cái vùng khác nhau, đó là một cái vùng là có đậm độ dịch ha. Thì lúc đó bệnh nhân dịch mình sẽ đo đậm độ, thì khoảng độ là dưới 20 đơn vị oxy từ 0 đến 20. Còn cái phần còn lại là phần phổi xẹp, nó luôn luôn các chị để ý là bây giờ mình về coi mấy cái ca tiêm cực thì cái ca nào này dịch màng phổi mình sẽ thấy hai vùng như vậy. Thì cái vùng này là vùng phổi xẹp, này là dịch vùng phổi xẹp, nó sẽ có nằm ở vị trí gần vị trí đạn dịch là nó hút rất là mạnh. Thì xẹp phổi này nó thường là gọi là xẹp phổi thụ động do đạn dịch màng phổi. Trên cơ sở này như đã nói lần trước thì chị có thể thấy được cái ngoài cái dịch màng phổi có thể thấy được cái dạng dịch màng đen nếu có, thì ở đây là cái vị trí của cái vùng phổi xẹp, đôi khi nó rất là tích ha, phổi xẹp nó tích mình có thể thấy ở đây cái vùng đang nằm lộ, còn phần lại vùng dịch. Dịch màng phổi lúc nãy chị sẽ thấy là nó trải đều ra, trải đều ra thì nó là lý do là tràn dịch tự do. Tự do thì lúc chụp CT thì bệnh nhân nằm ngửa thì dịch nó sẽ có động ở mức thấp. Vậy còn nếu như mà trên cái trường hợp chị thấy là bệnh nhân nằm ngửa nhưng mà cái dịch nó là những cái ổ khu trú nằm ở phía trước hoặc đôi khi nó nằm ở phía màng phổi trên thấp, thì như vậy là gọi là những cái tràn dịch khu trú hay là tràn dịch ống kén. Tại vì đúng nguyên tắc thì ngày dịch màng phổi nó phải nằm ở phía sau. Thì đây là những cái ổ dịch khu trú. Thì khi gặp trường hợp này thì mình sẽ mô tả là có những cái ổ dịch khu trú ở vị trí nào, ví dụ như là phía phía ngoại vi ở vùng đỉnh hay vùng giữa, và kích thước của mỗi cái ổ dịch này là bao nhiêu vị trí nào. Tại vì những cái này nếu như mà những luôn bằng mỗi nếu mà những luôn một chỗ thì đương nhiên là những chỗ khác nó sẽ không có hiệu quả ha. Mình phải tả rõ những cái vị trí mà thường thường là tả cái ổ dịch nào có kích thước lớn nhất để cho người ta biết cái vị trí cần nhận luôn. Cái nguyên nhân của đại dịch màng phổi khu trú thông thường là sau cái do cái viêm dính bên dính cái màng phổi. Nguyên nhân thứ hai là dịch đó là mủ, nó là mủ màng phổi. Thì cái dấu hiệu gợi ý của tràn mủ màng phổi là cái bờ cái bề cái lá màng phổi nó sẽ dày lên để là bề màng phổi và nó tạo thành bức khí dịch. Tại vì khi là nó có vi trùng sinh mủ, nó có đậu khí bên trong thì có sẽ bức khí dịch. Thì cái này là cái cách mà mình phân biệt một cái ổ mình thấy
đích là mình xác định đó là nằm trong khổ hay ngoài khổ thôi. Nếu mà cái ổ dịch khí đó nằm trong vô khổ thì đó là áp xe khổ. Còn nếu mình xác định đó là vị trí nằm ở ngoài khổ, nằm trong cái ngoài khổ thì đó là cái tràn dịch, tràn ngũ và khổ thôi. Thì cái dấu hiệu là tràn ngũ và khổ thông thường nó sẽ có hình mồ dục và nó sẽ đi trải dài cho ra phần khổ, bờ ngõm và lưng láng, và có dấu hiệu là phổi tách đôi à, nó sẽ chèn ép cái mô phổi. Còn lúc này là như mô phổi nó phá hủy, bờ nó sẽ không đều và nó sẽ có đông đặc phổi xung quanh. Thì bây giờ là đây, đây là một cái chèn dịch làm phổi và cái diễn biến đó, này là tự do hay không đúng, chắc chắn là tại vì đóng kén là không đúng, là tại vì nếu đang dịch phổi tự do thì sẽ làm không là một cái thấp đây. Và ở đây mình sẽ thấy là cái màng phổi như vậy là màng phổi vậy là rất nhiều, mà có hiện tại đang có khí bên trong. Thì một trường hợp này có thể dấu hiệu và gợi ý là một cái tràn ngũ màng phổi. Và dấu hiệu màng phổi tách đôi nghĩa là mình thấy là đây là một cái màng phổi này, đây là màng phổi thành, khi nó bị viêm dày lên mình sẽ thấy rõ hai cái cấu trúc này, và đây là cái phần của mô phổi bị ép vào trong. Thì trường hợp này mình xác định đây là một cái tràn dịch màng phổi khu trú, và nghi ngờ đó là gợi ý một cái tính chất tràn ngũ màng phổi. Và cái nhắc lại là hình ảnh mình thì chỉ có tính chất gợi ý thôi, chứ mình không có khẳng định đây là tràn ngũ màng phổi, mình không chẩn đoán được, tại vì cái đó là phải chịu là một cái chồng mà sinh hóa lên màng phổi nó sinh hóa. Thì đây là một cái ổ tràn dịch màng phổi khu trú bên trái, và bệnh nhân này đã được cái chấn thương màng phổi. Một cái nhỏ với ổ màng phổi, tức là khi mà lưu ý là bệnh nhân khi thấy có khí trong màng phổi và bệnh nhân không có chấn thương nha, ở đây nó vừa có dịch vừa có khí, thì mình phải đi tìm là có cái sự thông thương giữa cái mô phổi với cái màng phổi hay không. Khi mình thấy được cái sự thông thương giữa cái khí trong cái màng phổi này với lại cái ổ dịch khí trong mô phổi, thì đó là có tình trạng dò giữa phế quản với màng phổi. Thì tình trạng dò này thường xảy ra là thứ nhất là sau phẫu thuật, cái thứ hai là những cái trường hợp mà áp xe phổi, lao phổi hoặc viêm phổi mạn tử tạo hen, thì nó sẽ dò ra qua màng phổi. Thì lúc đó sẽ có mức cái dịch khí trong cái ổ dịch trong cái màng phổi. Rồi trường hợp chấn thương thì mình sẽ đo cái độ của dịch để xác định đó là tràn dịch hay tràn máu. Thì ở đây là nhìn bằng mắt thường và định tính là mình chưa đo rồi á, thì mình cũng thấy nghi ngờ đây là máu, dịch máu, bởi vì thấy cái độ nó cao và nó lắm thành hai lớp. Hình này là hình dựng hình lên, nhưng mà đúng ra là cái hình trên hình nó dị nghĩa luôn, chứ không phải là bệnh nhân là có gì bạn các mắt của sâu dịch mức khí dịch nó nằm thì cái này là bệnh nhân nằm ngửa thì dịch mà phổi nó sẽ nằm ở phía sau. Đây là hình dựng đứng nè, thì đây là phía trước, đây là phía sau. Thì cái phần máu nó nằm độ thấp, tầm độ cao nó sẽ nằm ở phía dưới, nó còn phía trên này là độ dịch, thì đã tạo thành mức dị dịch. Và mình đo đậm độ này, nếu mà như là lúc bệnh nhân mới được chảy máu thì đậm độ nó sẽ cao, rất cao, có thể lên đến là 80 đơn vị Celsius. Nhưng mà sau một thời gian thì cái dịch này nó sẽ giảm đậm độ dần, và đậm độ mình đo được khoảng chừng 40 đến 60. Nhưng mà khi mà mình đo cái đậm độ cao lên đây thì mình mới hỏi lại chấn thương được hay không. Nếu mà có chấn thương thì mình nghĩ đó là dịch máu, còn nếu bệnh nhân không có chấn thương thì dịch đó có thể là do những nguyên nhân khác, trong đó ví dụ như là tràn ngũ và phổi chẳng hạn, và những cái nguyên nhân chất khác gây ra cái
cửa sổ gì? Cửa sổ phổi, đúng không? Thì mình thấy cái phổi nè, và mình đi tìm khí, ở đây có khí ở đâu rồi? Chạy khí da, khí trong thân bằng phổi. Rồi trên CT mình thứ nhất là mình xác định là nó chạy khí bằng phổi hay không. Cái thứ hai là mình sẽ đo cái bề dày của cái tấm khí, bề dày là bao nhiêu. Và thứ ba là mình coi có những cái gây khí nào hay không trong vô phổi. Đối với cái hệ khí bằng phổi. Còn nếu mà có chấn thương thì sẽ tìm cái gì? Chấn thương thì mình tìm gãy xương. Cái thứ hai là có tràn khí ở đâu nữa? Tràn khí trung cấp và tràn khí dưới da. Tràn khí trung cấp ở đây đang này có tràn khí trung cấp thì kèm nha. Đây là tràn khí trung cấp, tức là trên cửa sổ phổi bình thường thì cái trung cấp này là có hình như thế nào? Tăng tạm độ, đúng không? Tức là lúc đó các bạn sẽ thấy là trắng toàn bộ. Còn nếu như mà có khí bất thường thì khí thông thường nó sẽ bao ra những cái mạch máu lớn hoặc là nó đi dọc theo cái thành của cái khí quản. Thì ở đây mình có thấy khí ở đây là có tràn khí trung cấp đi kèm, được chưa? Và đây là chỉ định cái vị trí của cái ống dẫn luôn. Nếu có vị trí dẫn luôn thì mình sẽ mô tả cái vị trí ống dẫn luôn nằm ở đâu. Rồi tiếp theo là cái phần đánh giá màng phổi trong trường hợp mà có tràn dịch màng phổi. Thì như đã nói thì ngoài cái chuyện là chẩn đoán là có tràn dịch hay không, tràn dịch đó là tràn dịch tự do hay khu trú. Bước thứ ba là phải coi có dày màng phổi hay không. Dày màng phổi ở đây thì mình sẽ nhìn cái màng phổi này là phổi gì? Khoang màng phổi thì sẽ có hai lá cấu thành thì nó bao bọc cái vô phổi rồi. Còn đây là lá bạc. Dày màng phổi ở đây là lá bạc có dày lên hay không? Và đây là đều đặn như vậy là màng phổi này là dày đều. Còn đây là ở hình bên đây mình thấy là có những cái chỗ nó dày lên khu trú thì là dày màng phổi dạng tốt. Thì cái này gợi ý nguyên nhân lành tính, còn bây giờ gợi ý nguyên nhân ác tính. Vì màng phổi dày tốt mà kèm theo màng phổi được nhiều thì gợi ý nguyên nhân thường gặp nhất là di căn màng phổi. Thì do đó bước tiếp theo là các chị sẽ so sánh hai hình này. Ở đây là cái gì đây? Vô mô phổi ta, phổi xẹp. Bên đây cũng là cái vùng phổi xẹp, nhưng đậm độ của hai cái vùng phổi xẹp này bên phải đó, thì cái đồng độ của sẹp hoàn toàn là đồng nhất. Bên trái nó không đồng nhất và nó có cái tổn thương nó thuốc kém hơn so với cái hình vô hỏi sẽ còn lại. Thì trong trường hợp này thì rất là nghi ngờ đây là một cái tổn thương khối u nhóm chỗ và nguyên nhân đây có thể là đây là cái tràn dịch màng phổi này là do nguyên nhân di căn màng phổi như vậy đó. Thì lưu ý trong trường hợp này khi mà tràn dịch màng phổi người ta ít quen cũng có thể chẩn đoán được, siêu âm cũng có thể chẩn đoán được, thì tại sao đi làm cần chụp CT? Khi mà mình cần chẩn đoán nguyên nhân của tràn dịch màng phổi ha, tại quý tức là khi mà chụp CT ta đánh giá tràn dịch màng phổi thì mình sẽ đánh giá hết tất cả các yếu tố như vậy. Bây giờ về màng phổi cũng chạy nốt khu trú, còn cái hình ảnh của về màng phổi mà ác tính cái này không biết cái máy tính này là nó không có nhận gì không chữ, nó bị đổi không á. Đây cũng là gì là phổi khu trú ha, ở đây là gì dạng mảng lan tỏa. Thì bên trái các anh chị thì đều còn cái dạng gì là phổi ác tính, còn những cái ổ khối dạng dịch màng phổi về màng phổi khu trú một cái khối lớn mà đơn độc như vậy thì nguyên nhân thông thường là cái u sợi màng phổi ha. Một cái nguyên nhân dày màng phổi ác tính mà lan tỏa như vậy là
xúc với chất ăn đi ăn trong thời gian dài. Thật ra thì khi mà gặp những cái hình ảnh như vậy thì mình thường đưa hai giải pháp là một là cái sâu chơi ra mắt tính, cái hai là di căn bằng phổi. Trên hình ảnh về bản hình ảnh thì mình khó có việc hai người phía lớp. Ngoại trừ cái trường hợp có cái đóng vôi màng phổi dạy mãn, tức là khi mà màng phổi có đóng vôi, màng phổi thông thường thì không có đóng vôi. Đóng vôi là lợi ý của cái bệnh nhân này là có tiềm năng tiếp xúc những cái chất như là ăn đi ăn hoặc là bụi nha, bệnh lý bụi phổi, những cái bệnh lý nghề nghiệp phát trong thời gian dài thì đó là yếu tố nguy cơ của những cái ung thư màng phổi. Rồi những cái này là những cái mảng màng phổi, thường là những cái mảng như vậy thì là đóng vôi là lành tính, thì đóng vôi màng phổi dạy về dạy lành tính. Rồi cái phần cuối cùng mà tôi muốn nói với các bạn là một cái bệnh lý rất là hay gặp trên lâm sàng đó là thoát vị mạch. Thì đối với thoát vị mạch thì thông thường sẽ có hai nhóm, một cái nhóm là thoát vị chủng sinh và hai là nhóm mà do chấn thương. Thì đối với chấn thương thì khi có thoát vị mạch do chấn thương thì mình có thể đọc đó là mình chỉ nói là thoát vị mạch còn có một cái cơ hội cũng đủ, nhưng mà nguyên nhân thì mới là giải thoát cơ hội. Còn những cái bệnh lý chủng sinh là nó thường nằm ở những cái chỗ thứ nhất là có thể là thoát vị qua lỗ thực quản hoặc là qua ở trung thất trước và cái lỗ trung thất sau. Thì cái dấu hiệu bao gồm mình phải tìm đó là cái huyết cơ mạch.
để quý vị cần phân biệt một số trường hợp là tu hành kỳ nhảo trên các gan, mình cũng có thể thấy tại cái bộ trên lồng ngực, nhưng mà nhìn lại thì mình sẽ thấy là cái tu hành nó còn liên tục và nó bị đẩy lên cao hơn. Do đó là phải lưu ý là khi mình thấy thì mình phải để cẩn thận và điều chỉnh lên nha. Thoát vị qua lỗ thực quản thì có thể là bẩm sinh hoặc là mắc phải. Nếu có phải tức là một số trường hợp nguyên nhân là do bệnh nhân có tình trạng tăng áp lực trong bộ thì nó sẽ thoát vị dễ dàng đi qua cái lỗ thực quản và lên lồng ngực. Thì sẽ chia thành các loại thoát vị đường thì thông thường là CT. Mình thấy là cái chỗ nối dày thực quản di chuyển lên trên trên các gan, mình thấy ở đoạn cuối thực quản thì nó sẽ dày lên bất thường, và mình sẽ thấy là cái một phần của dày này, cái chỗ đó dày này thực quản nó nằm ở phần trên cao. Còn thoát vị đây ở các gan đây, đây là một phần dày này, đây là chỗ đó. Khi mà chấn thương có cái hình ảnh của cái hóa nằm trên lồng ngực
sĩ thầy đó là khi mà hay đó là chỉ là nhỏ số lần thôi thì cái dấu hiệu trực tiếp thì mình đầu tiên đó là nó liên tục câu hỏi, nó liên tục câu hỏi thì mình coi trên hình các tiếng dọc và tiếng ngang. Những cái dấu hiệu khác còn có chỉ là những cái dấu hiệu cũ thôi, hoặc là mình sẽ thấy không thấy câu hỏi một đại câu hỏi gì đó, hoặc là mất toàn bộ cái câu hỏi, hoặc là cái dấu hiệu nó liên tục câu hỏi nên là cắt ngang và một phần còn lại câu hỏi nó bị cụ lại hay gọi là liên liên. Ý nghĩa gián tiếp là trong các dấu hiệu gián tiếp này thì dấu hiệu mà có tại cái mổ bụng phát bị từ trên phần ngực là dấu hiệu quan trọng nhất. Vậy thì những dấu hiệu khác thì có thứ nhất gợi ý. Gợi ý nghĩa là sao? Tại sao không phải là gợi ý là nó không quan trọng, nhưng mà ví dụ như là mình gặp cái những cái tình huống mà mình không có được trực tiếp thì cái đó để dựng hình lên cái đề khác, thì mình gặp một cái phim mà trên hình khác nghe thì mình sẽ dựa vào những cái dấu hiệu gián tiếp này để mình yêu cầu là dựng hình lên cái gì đó để đề khác. Thì mình phải biết qua hết cả những dấu hiệu này ha. Thì dấu hiệu mất liên tục câu hỏi như đã nói thì mình chỉ đã thấy là câu hỏi nó sẽ giới hạn nhiều hướng khác nhau để là tìm được cái chỗ mà giải quyết là câu hỏi tại đây là phóng tiêu hóa phát vị lên nhân. Lưu ý là những biến thể bình thường của những bệnh nhân, một số bệnh nhân có tình trạng huyết bẩm sinh câu hỏi, cái cục huyết nó nhỏ thì cái bệnh thường xảy ra là nếu như mà bệnh nhân chấn thương mà mình phát hiện ra cái việc này thì mình sẽ học là vỡ câu hạch hay không. Lúc này theo các chị thì như thế nào? Nếu như chị thấy đơn thuần mà các bạn một mình nhỏ câu hạch mà không có các bạn khác bị lên thì mình không có học ha. Mà chỉ ghi nhận là có tình trạng có thể là biến thể bình thường. Còn nếu mà có tình trạng cái câu hạch mà kèm theo có cái bạn khác bị lên cái dấu hiệu chảy răng nhãn đậu
gợi ý tiếp theo là những cái thông thường thì vô gan sẽ được nên đỡ bởi vận hành, do đó không bao giờ nó sát áp sát của cái xương sườn phía sau. Tương tự như vậy thì bên trái có thể là gắt hay là dạ dày, nhưng mà ở nó quan trọng bên phải. Rồi vết thương thì chỉ thấy là cái vô gan là sát vào cái phần sườn phía sau áp sát như vậy thì phải nghi ngờ. Thank you.